Rồi, hello anh em nha. Chúc anh em một buổi sáng tốt lành nha. Thì sáng hôm nay thì mình cũng đến với anh em clip giới thiệu máy cũ tiếp tục nha anh em. Con đầu tiên trong clip hôm nay là con Nokia X2. Nokia X2, máy 2 SIM nha anh em. Máy nguyên zin, vỏ zin, màn zin đầy đủ hết. Màn hình nó 4:3 thôi anh em. Máy này nhỏ nha, pin được 1800. Màn hình nhỏ mà. Màn hình có một hai đốm nhỏ nhỏ trong màn hình này. Cái này xài bị cấn nha anh em, xài bị cấn lâu ngày á nó bị đốm, nhưng màn hình rất là chắc chắn, khó rất là khó bể máy này. Đây anh em thấy không, máy nhìn còn rất là đẹp, kính có một hai vết xước nha. Lưng đây, lưng ring của nó như giữ như tới thời điểm giờ là quá là ghê rồi. Còn Nokia X2 này cũng ra lâu rồi nhưng mà còn rất nhiều anh em ưa chuộng nó nha, nó thuộc dạng hàng cũ rồi nhưng mà mình thấy xài còn nghe gọi còn rất là ok luôn đó. Cảm ơn, máy này hàng hiếm nha anh em, thuộc về hàng hiếm nha. Camera chụp hình còn được, không đẹp nhưng mà bình thường được thôi. Lấy nét cho anh em coi đó, camera cũng tạm ổn nha anh em, camera với wifi đó, ok nha anh em. Nokia X2 máy nguyên zin, giá 550k, 550 không ship không sạc cho anh em nha, anh em tự xử nha, phí ship 20-30 ngàn nữa anh em tự chịu nha, mình không bao được. Máy nguyên zin giá 550, con đầu tiên. Rồi máy thứ hai đến như anh em là con iPhone 5 10, quên 64 GB, iPhone 5 64 GB quốc tế nguyên zin. Rồi cho anh em coi dung lượng luôn, max dung lượng luôn, max full dung lượng luôn. Rồi 64 GB phiên bản 10.3, máy quốc tế, máy sạch kem, sạch đẹp, vỏ đẹp, kính đẹp đó. Anh em về chỉ việc bỏ sim vô là xài thôi nha. Đây. Ok nha anh em, một con iPhone 5 đen máy quốc tế, giá 980k, bao ship kèm sạc cho anh em. Giá 980k, sườn vỏ đẹp. Đây nha anh em. Rồi, xin phép qua nha. Tiếp tục là một con máy gì nữa đây? Lenovo, đây anh em. Lenovo A5. RAM 3 16, pin 4000, được cái pin trâu anh em. Pin 4000. Màn hình của nó là 5.45. Màn hình 5.45 nha anh em. Đó, chụp hình còn rất là đẹp. Ok luôn. Coi cái wifi coi. Rồi, ok anh em. Máy kính đẹp, lưng đẹp. 97.8% giống ít nha. Anh em, con này giá 1.350 nha anh em, bao ship kèm sạc cho anh em. Giá 1.350. Lạc vô một em Oppo A37 này anh em. Đó, máy thay vỏ. Máy thay vỏ đẹp keng. RAM 2 16, pin của nó 26 nha anh em, màn hình 5 inch. Kính đẹp, lưng đẹp. Kính đẹp, lưng đẹp. Con này men ring nha anh em, vỏ thay. Men ring vỏ thay. Oppo A37. Anh em mua về là xài thôi nha anh em. Bao ship kèm sạc nha anh em, giá 1.250. Giá 1.250, còn có một máy thôi anh em. Bao ship kèm sạc cho anh em nha. Ok, máy một gôn. Rồi, vô một em Coolpad này. Coolpad này bữa trước đã bán rồi, nay lạc lại một em này. Coolpad EV3. RAM 2, à, RAM 3. RAM 3 32 GB, màn hình 6 inch. Pin của nó là 3200 nha anh em. Đây, con máy đẹp keng xe ben luôn, 98.99 luôn. Giá 1.430. Anh em mua về chỉ bỏ sim mà xài thôi nha. Giá 1.430, Coolpad. Máy đẹp keng luôn, kính không có trời nha anh em. Kính không có trời. Đó, màn hình 6 inch cực rộng. Ok, tiếp theo là một máy nào đây? Xiaomi 7A anh em. Xiaomi 7A, mình giới thiệu một cặp cho anh em dễ phân biệt nha. Kính có sứt lông mèo nhẹ nha anh em. Kính có sứt lông mèo nhẹ. Anh em lấy một xì dán cường lực cho anh em. Đây, lưng đẹp. Một con 16 GB, con 32 GB. Con này 16, con này 32. Đây nha anh em. Xiaomi 7A. Một con RAM 2 16, một con RAM 2 32. Màn hình 5.45, pin cả 4000, pin khủng nha anh em, pin 4000 nha. Pin của nó là rất là trâu bò. Đây. Anh em coi đi, giá bữa nay là giảm nhẹ cho anh em nha, giá giảm nha, fix fix nhẹ. Con 2 GB thì giá 1.480 thôi nha anh em, giá một xị nha anh em. Giá 1.480. Con này giá 1.480, máy đẹp, pin 4000. Và con 32 GB đây thì
nó mắc hơn 200 ngàn nha anh em. 1480 thì đây, 1680 nha anh em. Mắc hơn 200 nha. Con này là mẫu mới ra nha anh em, Android 9 nha. Chạy rất là nhanh nha. Rồi. Con này là 1680. Wi-Fi quay phía ok hết cho anh em. 32GB, ok anh em. 1680. Mẫu mới ra của Xiaomi luôn, Xiaomi BA. Rồi, một cặp Ribe và Rim full hộp, hàng thanh lý anh em. Còn hàng tồn thanh lý, phải nói là rất chuẩn luôn, thanh lý mà còn full hộp nha. Mình sẽ khui một máy ra thôi, hai máy thì anh em thích lấy nào, con nào lấy nha. Alo mình, còn hai máy thì anh em ok luôn. Phụ kiện Rim chưa xài nha anh em. Hàng thanh lý, rất là ghê. Đây. Tai nghe cục sạc đầy đủ hết, cáp sạc này. Cáp sạc tai nghe này. Cục sạc này. Đó. Ok nha anh em. Một cặp. Đây, máy đẹp nguyên zin. Chưa sử dụng luôn anh em. Lưng đẹp, kính đẹp nha anh em, không có vết trầy nha. Đây. Lưng đẹp, kính đẹp, keng xà beng, máy mới mà anh em. Đó, máy mới chưa sử dụng thì nó như thế này. Hàng thanh lý. À, còn tồn kho, dạng tồn kho thanh lý nha anh em. Màn hình 5.5 inch, pin 3. Pin của nó là 3300, RAM 3, bộ nhớ 32, GB RAM Gold. Mình chỉ có hai máy thôi. Đây. Một con máy nguyên riêng, máy mới thì anh em biết rồi, hầu nó mới ra là giá 5990 nha anh em. 5990 xuống 4990 xong bỏ mẫu luôn. Thì con này giờ bán cho anh em giá đó chỉ có 2 triệu mốt thôi. 2 triệu mốt cho một con máy mới full box GB RAM. Con này thì anh em biết rồi, cực chất. Máy mới luôn thì anh em biết, xài rất là ok nha. Giá 2 triệu mốt, anh em đừng so với máy xài rồi. Con này là máy full box thì giá nó có nhín một tí, anh em thông cảm nha. Từ máy mới mà anh em. Đó. Rồi ok, một cặp màu gold hết nha anh em. Màu gold nha, giá 2 triệu mốt, bao ship cho anh em. Mình đã bao ship, giá này là bao ship rồi nha, 2 triệu mốt nha. Phụ kiện thì full, cục sạc tai nghe đầy đủ. Đó. Máy mua ra thì mình sẽ dán cực lực thêm cho anh em luôn. Rồi, con thứ còn nào nữa? G2 Prime anh em, một máy G2 Prime thay vỏ này. Giá cực lực rồi này, kính đẹp keng, thay vỏ đẹp keng luôn. RAM 1.5 GB, bộ nhớ 8. Đó, con này thì bán rất nhiều trong kênh mình rồi. Lướt web, xem phim, lên mạng thoải mái nha anh em. G2 Prime. Đây, ok cho anh em nha. Con này giá 1 triệu mốt nha anh em. Giá 1 triệu mốt, bao ship kèm sạc nha anh em nha. 1 triệu mốt, G2 Prime đẹp keng, sạc luôn. Rồi, tiếp theo là một con F1 Plus nha anh em. F1 Plus full box. Máy full vỏ, có hộp luôn. Full hộp, đây. F1 Plus RAM 4, bộ nhớ 64, vỏ đẹp keng xà beng. Vỏ này thay rồi nè anh em. Keng xà beng nha. Màn hình zin đẹp keng. Màn hình zin, coi thử vào trời không? Một hai vết xước lông mèo anh em, không phải là keng xà beng chính chính nha. Có một hai vết xước nhỏ. Rồi, coi dưới đèn thì sẽ thấy. Dán cơ lực cho anh em là ok thôi. RAM 4, bộ nhớ 64. Chỉ có một máy thôi nha anh em. Oppo F1 Plus. Đó, RAM 4 64 màn hình 5.5 inch, pin 2850. Giá của nó là 2 triệu 2 nha anh em. Giá 2 triệu 2 nha, một máy duy nhất thôi. Đây. Màn hình rất sắc nét, hiển thị cực đẹp luôn. Để mình vô camera coi. Camera sắc nét vô cùng. Đó. Rồi ok, một con duy nhất, giá 2 triệu 2. Full box cho anh em nha. Oppo F1 Plus. Tiếp theo là máy tính bảng này anh em. Còn em máy tính bảng cái này còn miếng dán ấy này nha, miếng dán màn hình nè. Ủa thì anh em lột ra không thích dán mới dán. iPad 2 16GB, màn hình 9.7. Đó, màn hình của nó là khủng nha. Từ cái dòng iPad thì anh em biết rồi, màn hình nó rất là to. iPad 1, iPad 2 này, mấy dòng này to lắm này. Vỏ xấu nha anh em. Vỏ xấu, có cắn mút. Mấy cái viền này có cắn này. Đó. Bán rẻ thanh lý cho anh em nhanh luôn nha. Đây, có cắn. À, máy có sao nổi dậy nha anh em. Đây. Máy sao có sao thì nổi dậy thôi. Vỏ xấu, kính đẹp. Kính đẹp keng. Đây anh em. Camera lấy con này chụp hình không có đẹp nha anh em. Camera thực sự là chụp hình xấu chứ không có đẹp nha.
Thật ra mấy con này mình không có bao gì đâu, chụp hình không có đẹp, chủ yếu anh em giải trí màn hình bật bự ra này thì ok này. Đó. Anh em chỉ việc lên mạng thôi, wifi thì còn ok. Wifi thì rất là mạnh nha. Đó. Cành đét. Rồi, máy tính bảng iPad 2 màn hình 9.7, con này mình tính giá anh em 1 triệu 3 thôi nha. Giá cực rẻ nha, bao ship kèm sạc cho anh em luôn. Giá 1 triệu 3. 1 triệu 3 là mình đã bao ship kèm sạc rồi. Anh em chỉ việc alo và xài thôi nha. 1 triệu 3 có giảm nhẹ rồi đó. Ok nha. Rồi một em máy tính bảng Tab T310 mấy hàng này nè. Con này chỉ tiếng Anh không tiếng Việt nha. Đẹp keng luôn. Con này thì lưng đẹp, không có trầy nhiêu hết, xước nhẹ thôi. Kính thì còn miếng dán màn hình, đẹp keng sao em. Đây anh em. Đây nha, có miếng dán mình lột nhẹ anh em coi này đó, anh em đi im xài vẫn được, thích thì dán lại nha. Đó, ok. Con này mình test cái camera cho anh em coi coi. Camera được thôi anh em. Đó, mấy giờ máy tính bảng này thì camera nó không có được sắc nét mấy nha. Chỉ chụp hình gọi là cho vui thì được. Nếu nhiều anh em mua về chơi camera xấu xấu thì mình không có bao camera đâu nha. Đó, wifi ok nha anh em. Con này 16 inch. Tab T310 màn hình 8 inch nha anh em, màn hình 8 inch, RAM 1,5 GB, bộ nhớ 16. Pin của nó là 4450. Pin 4450 đó anh em. Mấy hàng bao ship kèm sạc anh em giá 1 triệu 3, quá rẻ anh em. Giá 1 triệu 3, máy đẹp keng luôn. Lưng xước rất là nhẹ. Đây. Anh em nào cần thì gọi cho mình nha, chỉ có một máy thôi. Tab T310 màn hình 8 inch rất là rộng. Anh em mua về là gì lên về con em giải trí thoải mái nha anh em. Đây. Đó. Con này không có sạc sim nha anh em, bản wifi thôi nha. Anh em về lên mạng bằng wifi thôi nha. 1 triệu 3 quá, ok nha anh em, bao ship kèm sạc cho anh em. Một máy duy nhất thôi, màn hình 8 inch cực rộng. Về bật wifi anh em con em giải trí thoải mái ha. Rồi. Clip này chắc mình xin tạm dừng tại đây. Clip đã xin kết thúc nha anh em. Quy định mua máy bên mình thì anh em cũng biết rồi, cọc trước cho mình cái cọc 50 ngàn Viettel hoặc là quên, cọc Viettel 50. Xong nhắn họ tên địa chỉ cùng với máy cùng mua nha anh em. Thì mình chỉ nhận cặp cặp Viettel thôi, mấy cái loại cặp kia thì mình không có sử dụng được đó. Anh em nhắn họ tên địa chỉ cho mình thì mình sẽ tùy theo máy có bao ship và không bao ship, mình có nói rõ trong video rồi. Thì số điện thoại đặt máy của mình là 0355 356 356. Anh em chưa đăng ký kênh nhớ like video, bấm vào cái nút đăng ký kênh nha anh em để ủng hộ kênh cũng như anh em đón xem những clip tiếp theo từ kênh của mình mới nhất. Rồi thân ái chào anh em, hẹn anh em những clip tiếp theo nha.